Gì con? What will the world happen? Who will be winning? Mẹ nghĩ là không có ai là winner cả, mà cái người ảnh hưởng nhiều nhất là người dân và các em bé. Dạ, con sẽ chứng minh cái tiền của con can be by gift cho people ở trong Ukraine. Dạ, con không có parents. This is a good job. Đó là ý kiến hay đó con. Mẹ cảm ơn con. You're welcome. Hôm rày về nhà, anh em Ginh hay bàn về câu chuyện chiến tranh ở Ukraine. Mẹ ơi, sao họ lại đánh nhau? Thì cũng giống như hai người bạn đang tranh giành một món đồ chơi nào đó. Nếu không thỏa hiệp bằng lời nói, thì họ sẽ dùng bạo lực để đáp trả. Chiến tranh xảy ra là vì thế đó con. Sáng mở mắt ra, đã nghe TV, báo đài ra rã thông tin về một cuộc chiến phi nghĩa. Chạy xe ra đường, xăng đột ngột tăng giá chỉ sau một đêm. Từ 2,5 đô nhảy vọt lên 4 đô một galon. Sự lo ngại rõ rệt trên mặt bao người. Chạy ngang khu chợ của người Ukraine vẫn mở cửa như thường ngày. Người ta vẫn ra vào mua bán, nhưng mọi thứ trong lặng lẽ. Có lẽ họ đang thất lòng nghĩ đến người thân ở quê nhà. Đọc tin người Việt ở Ukraine cũng đau lòng không kém. Tự dưng đang yên đang lành làm ăn sinh sống. Qua một đêm tuyên chiến, cuộc sống của họ bị đảo lộn. Vợ chồng, con cái, người già, trẻ con phải dắt díu nhau chạy loạn sang nước khác. Rồi không biết khi nào cuộc sống trở lại bình thường. Chiến tranh có thể vài tháng, thậm chí còn vài năm chưa hết. Đường về nhà thì xa tích tắc. Chiến tranh tuy ở một châu lục khác, nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó lan rộng ra cả thế giới. Đọc đâu đó, thấy người ta dọa nhau đến bước đường cùng sẽ cho cả thế giới này nếm mùi hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Hây, loài người rốt cuộc là loài hung dữ, hiếu chiến nhất. Họ đuổi bắt nỗi đau của nhau đến tận cùng. Mẹ ơi, chiến tranh xảy ra như vậy thì người thắng cuộc sẽ được gì? Con gái nhỏ hỏi mẹ như thế. Chiến tranh thì không ai là người thắng cuộc cả con ơi, mà ở nơi đó khổ nhất vẫn là con người. Hôm bữa xem video nhìn thấy bé trai một thân một mình đi bộ từ Ukraine sang Ba Lan lánh nạn. Xung quanh em không cha mẹ, người thân, chỉ mỗi chú gấu bông trong túi sách làm bạn và thanh sô-cô-la trên tay làm thức ăn qua ngày. Không biết rồi sau cuộc chiến sẽ có bao nhiêu đứa trẻ lâm vào cảnh không gia đình. Câu hỏi này dường như bị bỏ ngỏ. Vì loài người hiếu chiến thì đâu cần quan tâm đến sự mất mát, sống còn của xung quanh. Một số hành động phản đối cuộc chiến giữa hai nước Nga và Ukraine bèn cách đồng loạt đổ bỏ hộp thức ăn được sản xuất từ quốc gia nghênh chiến. Một kiểu phản đối chấm dứt chiến tranh. Nhưng thức ăn thì có tội tình gì? Ẩm thực thì không có biên giới. Mỗi ngày được lựa chọn nấu món gì cho gia đình là chúng ta đã quá may mắn so với bao cảnh đời màn trời chiếu đất ngoài kia. Sau cuộc trò chuyện với mẹ về chiến tranh, ba anh em Ginh Nickname đi lục túi tiền tiết kiệm của mỗi đứa. Con gái đưa túi của nó cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ cắt tiền của con đi. Con muốn để dành tặng các bạn nhỏ không có bố mẹ ở Ukraine. Con gái, con làm lòng người mẹ này thêm chút hân hoan. Tạ ơn đất trời đã cho gia đình mình sự bình an mỗi ngày. Hôm nay xin mời cả nhà món cá chiên sốt me. Và xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những tâm sự cùng với góc nhà mẹ Chip. Oh, thank you, Kang.